theo con hữu với luật của chư tăng có bắt buộc phải sử dụng màu cho đúng luật không con nghe anh bạn đạo nói cúng dường chư tăng phải là màu không pha mới được Con muốn cúng dường khăn tất mũ có màu đến chư tăng nên không băn khoăn về việc này xin sư giải thích cho con hiểu đúng luật còn các chư tăng hay mặc áo màu nào thì con cúng dường vật dụng theo màu đó các vị đó mặc có được không Uh, Chư tăng có một số màu mà không có được dùng ví dụ như là màu xanh uh, ví dụ như là màu uh, đỏ máu thì cũng không có được dùng uh, hoặc là cái màu vàng nghệ màu vàng nghệ tức là cái màu vàng tươi màu vàng tươi uh, cũng không có được dùng nói chung á là cái vấn đề về giới lục của chư tăng thì để quý vị chắc cú thì quý vị thấy chư tăng sử dụng cái y màu những cái màu gì những cái màu y mà chư tăng xài thì quý vị uh, lựa cái vật dụng có cái màu tương tự như vậy là ổn ừ? đấy ví dụ như là cúng dường cái bao tay chẳng hạn thì uh, nhắm chừng nhắm chừng À, đấy cái màu y chưa tăng dùng thì mình mua cái màu tương tự như vậy là được rồi và mình nên tránh cái chuyện là nó hoa lá cạch ví dụ như một cái đôi dép nha. ví dụ như cúng dường một cái đôi dép trong sư thì mình cúng dường cái đôi dép đơn giản thôi đơn giản đây chứ đừng có cái đôi dép mà nó bản thân cái việc đôi dép là nó cũng có cũng có luật ấy ví dụ như À, dép không có được nhiều lớp, dép chỉ được có một lớp thôi, chứ không được nhiều lớp. đấy. À, nhưng mà nói chung là mình đơn giản, chứ còn mình làm cho vật dụng tâm sư mà nó lòe lòe quá thì nó ngó nó không không có nên. Ừ. tuy nhiên á à, quý vị cúng thì bản thân vị đó thì cũng không có không có tiện từ chối tuy nhiên vì đó nếu như mà cúng cái màu nó không có hợp lý không hợp á thì vì đó buộc phải nhuộm trở lại nhưng mà thời nay giờ kiếm bị nào đi nhuộm độ giờ Đấy. À, riêng mà nói về cái màu không pha thì nó như thế này nè y um, xin lấy ví dụ như cái y ha, thì bản thân vì đó không có được sử dụng một cái y mới hoàn toàn, mà vì đó phải làm một cái thao tác là hoại y, ví dụ như vì đó cắt một cái miếng vải từ cái y cũ đắp lên cái y mới để cho nó xấu đi, để cho nó xấu đi thì mới được. Cho nên là mà quý vị biết là cái y cũ thì nó cái cái màu nó đâu có giống cái y mới nha rồi thí dụ như là vị đó dùng cái thảm hoặc là cái chăn mền. thì cũng không có được dùng mà thuần một màu thí dụ như thảm thuần màu đen cũng không có được xài thảm thuần màu trắng cũng không được xài mà ví dụ như thảm Ví dụ như màu trắng thì phải quệt quệt vài phát màu đen hoặc là màu khác để cho nó nó hoại đi cái chuyện mà nó đơn sắc